chạy 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 đi 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 đi. Ui chết mẹ tao rồi. Đéo 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 chạy 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 chạy. Rồi rồi. Thấy thì tình hình các bạn. Ôi ôi. Định con chùa nữa hả mấy ba? Mọi người có thấy cái gì trên màn hình chưa? 73% là những người chưa đăng ký cái kênh của tôi đó. Mọi người con chùa dữ lắm luôn á. Nhưng mà không sao, mọi người xem video của tôi là tôi vui lắm rồi. Và ai mà yêu quý tôi thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra thì hãy bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận tất cả thông báo từ kênh của Dũng Vương Gaming nha mọi người. Giờ thì bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Ok, hello. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Dũng Vương Gaming. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng team bữa chơi Roblox Block Root nha mọi người. Thì không phải là Block Root bình thường nữa nha mọi người. Thì tôi sẽ làm cái mini game nho nhỏ ở trong cái Block Root này. Đó chính là PUBG trong Block Root ha. Mọi người chắc ai cũng biết PUBG là từ game gì rồi. Rất là nổi tiếng nha. Là từ game Battle Royale sinh tồn đúng không? Đó. Thì luật chơi rất là đơn giản. Thì tôi sẽ chia ra hai người trong một team. Đang có là 10 người thì sẽ là 5 team, thì cứ tôi sẽ ghép hai bạn vào một team, hai bạn vào một team cho đến khi nào đủ team thì chúng ta sẽ bắt đầu. Thì cái quy luật là chúng ta chơi là chỉ được trong vòng 3 đảo thôi nha mọi người. Thì team nào sống sót cuối cùng thì team đó thắng thôi và không được hack nha mọi người. Và phần thưởng thì tôi có để ở trên cái màn hình đó mọi người. Cái luật chơi tôi cũng có để ở trên màn hình, mọi người có thể xem thử. Và đây là Discord của tôi. Ai, tôi có làm một phần đăng ký nhỏ nhỏ trong đây rồi đó. Đây, đăng ký nhỏ nhỏ ở đây rồi ha. Và những người ở trong đây người ta sẽ đứng ở đây nè, tham gia trong cái ngày hôm nay, trong cái mini game ngày hôm nay nha mọi người. Ok. Rồi vô chuẩn bị bắt đầu quay nha. Người đầu tiên là Khánh. Ok. Rồi, người đầu tiên là Khánh nha. Rồi quay. Khánh sẽ ghép với ai đây? Để tao. Rồi. Khánh nào. Ui thiệt á. Yeah, ngon. Ờ, chưa chưa, không phải không phải. Ok. Khánh ghép với lại Goku. Ok. À được. Rồi. Rồi, tiếp theo tiếp theo. Ali đi, ai mà ghép đôi rồi thì Ali nhau đi, nhắn ở trong đó đó. Rồi, Kuma. Rồi, Kuma. Thì ghép đôi với ai đây? Nguyệt ngày cứng quá ta. Ừ. Tao mày. Cứng quá. Tao theo mày. Ôi. Ai đây? Ôi. Rồi, Kuma với thằng Vít. Rồi. Rồi, quay. Mém dính, nãy mém dính thằng Tấp rồi. Đồ. Sát bên luôn. Hay thế nhờ. Bon. Tao tới chưa? Chưa tới Bon, chưa tới Bon. Rồi, tấp, tấp. À, gọi rồi, ghép nha đây. Chết mẹ. Tao bắt thằng Dũng nè, thằng Dũng hay nào cũng ra à. Mày chắc ở đâu á? Ôi, chắc mày biết là Đót Tuấn. Thôi lộn, Đót Tuấn Hà. Tốt với. Đau tim quá. Ai, đau tim quá vậy? Ô, dính tao thiệt kìa. quay phát cuối nè, quay hai phát. Hai phát nữa là ra tim. Thọ danh thiệt luôn kìa, ảo gì? Anh em thấy nhạc rồi mọi người ơi. Anh em tương tàn, anh em tương tàn rồi. Bon. Ok. Với ai đây? Một là Bảo Cun, cái là rồi, hàng kia chết chắc luôn. Đốt câu hai rồi. Không, ai chắc chắn là tao luôn. Không phải, không phải. Chắc rồi, dính Bảo Cun rồi, chắc luôn. Không. Rồi xong, dính Bảo Cun. Thiệt luôn kìa. Rồi đây là cái team tôi đã ghép thành công rồi nha. Đây là chơi công bằng, random, không có tự lựa chọn. Chỉ có nhân phẩm thôi. Rồi giờ thì chúng ta bắt đầu vào game. Ok, giờ bắt đầu trận đấu thôi mọi người. Ok, let's go rồi, đánh thôi, đánh thôi. Rồi đi đánh nè. Phải chạy với bạn. Chạy rồi, nó chạy, nó chạy. À, nó chạy qua đảo kia, nó chạy qua đường kia, mình tay leo qua được rồi. Ủa trong đây có ai không tay leo được không ta? Qua bên đây đi.
ở đâu? Này này đây, qua không ai dùng. Bật Haki lên đó rồi, xem ơi. Không thấy ai hết ta. Đó đó đó, đã đi đi đi. Nào mới vô tự nhiên lại gặp anh Dũng thôi. Dĩ 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 đập phần yếu trước, đập phần yếu trước. Kuma nè. Đập nó bảo ơi, đập nó. Chết tao chết. Có tao đây rồi. Đắt quá. Ông là Dũng ơi. Dạ lắc quá. Anh Dũng quá rồi, rồi bà nội anh Dũng. Mày chưa ăn rồi. Hay quá bảo ơi, hay quá hay quá hay quá. Ui em đi đi đi. Biên cao quá, biên cao. Cái gì ở bảo. Zoom zoom rồi, một tem đã chết rồi nha, zoom, một tem đã chết rồi nha. Một tem chết rồi hả? Ờ. Hay vậy? Hay vậy? Thằng cái thằng ấy nó bị lag, nó lao đứng liền ở đấy không đánh được. À, bảo ra đây bảo. Thôi, bảo đây nhanh nhanh bảo. Coi chừng chết mày. Trong lúc tụi mày đang đánh thì tao coi chừng bọn nó mày kéo tim vô đánh á. Chạy vô chạy 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 rút 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 rút. Chạy chạy chạy. Rút 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 rút. Má bốn tầng kìa. Mẹ canh mẹ canh. Rồi quá. 6 thằng luôn kìa. Đưa nó bảo ơi. Ê đi đi đi. Đánh con chim kìa, con chim đi mình kìa. Nó chạy chạy chạy. Quay lên 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 lên. Lên đây nè, lên đây nè. Dung ơi, bảo quân của bạn người ta bảo chắc cô được. Để hai người kia biết mình cái kia. Đó bảo, thôi đi. Nghe cứ khỉ khỉ ra à, sao. Thấy anh Dung à, thấy anh Dung à. Ê, sao hai thằng lại đứng ở trong. À, hình như là chết rồi. À, chết rồi hả? Chết rồi, đứng ở trong đi. Chết rồi, đừng có. Ừ, đúng rồi, được rồi. Chết rồi, đứng. Bảo chết rồi, à, ra ngoài chết rồi, chuyển qua bên hải quân đi. Chết là chuyển qua bên hải quân. Boss kìa, boss kìa. Lắc quá. Lên lắc là chết rồi. Đi 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 đi. Chạy mày ơi. Cái độc khó chịu quá. Bò này chúng tôi. Ủa, con sắp thẻo rồi. Chạy vô, vô, chạy. Ui, boss cứ cứ. Chạy, chạy. Đúng rồi, mình chết rồi kìa, chạy đi. Đâu, tao còn đầy nhiều máu mà. Chạy, 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 chạy. Đi, 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 đi. Ui, chết mẹ tao rồi. Ủa, đéo, đéo, đéo. Đéo, 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 chạy, 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 chạy. Rồi, rồi. Thấy thì... Ôi, ôi. Tao bảo nó với tao. Tao ghét tim. Rồi, danh cỏ. Còn cái mình sao vậy? Cỏ hả? Ơ. Danh cỏ. Bảo ơi, hay quá. Bỏ. Bỏ tao. Hay đó bảo ơi. Quá, nó đè đầu tao đánh kìa. Dũng chết rồi hả? Quá, đánh không được. Ừ. Chưa kịp làm gì luôn á. Mà mày. Quá trời luôn nè. Ui, anh bon kinh tế. Còn bao nhiêu đứa? Một, hai... mà biến thành hải quân ra ra được xem ra xem được. Chạy đi chạy đi chạy đi. Má thằng Bảo nó chơi thằng đè đầu tao đánh không à. Tốt nó kìa. Ôi rồi xong. Em qua không lắc. Em có Bảo ơi. No. Ghê. Lắc quá trời mà. Lắc thì chịu chứ tao cũng lắc nè. Em quên bấm bấm phím gì để được xem ta. Bật cái camera á mày, bật cái camera đi đi xem á. Này Goku đứng, ê Goku chết rồi hả? Hay còn còn mà. Ồ. Chả chơi được skill gì. Toàn rồi. Chạy vậy. Tôi chỉ ta chỉ biết chạy thôi. Ê, không biết chạy, không biết chơi sao luôn, còn hay gặp thằng tăng gặp trường hợp chạy. Chạy thì dí nhá, hai thằng mà. Tôi dí không đổ nổi đâu. Ui. Ờ, chạy đến đó. Đâu rồi? Ui.
Đâm nó. Ra đây. Anh Bon ơi. Anh Bon ơi. Ừ, cũng má kìa, cũng má dùng đâm nó. Này. Sao trâu quá vậy? Nó một tộc cá đầu xanh. Bảo tộc cá mà. Ờ nó trâu. Thằng tộc cá có lợi thế quá. Ừ. Con quỷ mà còn dùng kia nữa. Ui, thằng Minh Huân chưa chết à? Chưa, ôi Minh Huân còn chính. Minh Huân đâu? Minh Huân đi với tao. Ôi ơi, tao ơi. Anh ngủ ơi. Tao nó tự Ali lại nữa. Thì mày chết mày tại Ali thôi. Nãy giờ tao chết đâu. Mày chết rồi mà, ở trên chưa chết hả? Chưa. Nãy giờ có đứa nào gặp tao đâu mà chết. Mày chơi núp ba, đừng chơi núp ha. Mày chơi núp ai đâu gặp mày. Mày ra hai ra chứ. À, thằng Minh Huân chơi tao à. Rồi Goku chết luôn rồi. Trời ơi mẹ ơi. Hy sinh hết rồi. Chạy đấy nhở. Nó tao không được kịp làm gì luôn chứ. Hello Vũ. Ô anh bon đi đâu? Hay mày đứng đây, mày gom lúa rồi đứng đó chữ trưởng ké mày ơi. Rồi một đứa chết vậy. Ờ tao giết nó. À, thủ mạng bảo giết rồi. Thôi để em đỡ, đỡ qua. Rồi vứt chết luôn. Đánh bon kìa. Ô mà giúp đỡ mày cũng nữa. Ai chết qua hải quân. Ai chết qua hải quân là được. Ủa làm sao để quan sát ta? Mẹ lạc quá. Bật e lên thôi, nhìn đánh thôi. Chứ là tao lúc mà trả đứa nào tìm được tao luôn á. Này tao đánh trên trời không ạ? À? Ừ, chơi chiến thuật mà. Chơi rồi. Núp không? Ủa, không pin núp, ok chưa? Đang đứng ở đảo này luôn nè. Đang đứng đánh quái luôn nè. Mà mày... kiếm. Không, tí nó cũng chết à. Tí gặp thằng cuối cùng nó cũng chết ngắt à. Một là bảo là tao có mặt với tất cả đấy. Một là bảo, hai là Kuma nha. Con chết chưa? Ú đánh lộn cả. Bon sắp chết rồi. À, bảo Kun, bảo Kun. Rồi bảo Kun chết. Tao sắp chết rồi. Chạy đi. Bảo Kun chết rồi, bảo Kun chết rồi. Tụi mày cứ đánh lộn lại xạ đi. Khi nào còn hai đứa thì đâu solo với nó. Minh Huân lên trời. Ta phải dùng chiếc hộp nha. Ui, mẹ đọc nhiều quá. Anh Bon ơi, còn nghe anh Bon khác. Còn nghe anh Bon khác. Nhầm, ô. No, nhầm combo rồi. Không ai có anh Bon đây nha, hợp tác. Ôi, bảo chết luôn kìa. Cho tí, qua, stop. Rồi, ai chơi cho stop. Ai chơi stop. Nhầm, bố tao. Bố cái gì mà bố, đấm nó. Chạy. Bố găng thì đấm nó, vậy thôi. Chỗ sao mất xui vậy? Mấy mẹ găng rồi kìa. Mẹ găng nè. Mới có 4 đứa chết chứ nhiều. Chạy đó. Ừ, đi đâu sống à? Wolverine bảo ơi, Mẹ găng, quay cái mẹ găng. Rồi. Túp, giờ chơi chiến thuật đồ á. Cái gì đánh lén không à? Không, kiểu đánh bồi á, hiểu không? Bọn nó đang đánh lộn cái bồi vô thêm mà chiêu xong chạy vậy đó. Ôi chơi 2-1. Rồi bồi luôn. Bồi vô tới đàn nè. Tức chuẩn bị rồi, chuẩn bị bồi vô tới đàn rồi. Chạy lẻ lẻ. Ở trong cái đảo này. Không là trốn luôn mà tụi này. Tức chạy lẻ. Cái thoại con nha. Luôn. Ê đừng đi ra. Anh chơi anh Dũng cho chị lên nha. Đừng đi ra. Kêu nhắn đi lên đi. Chạy đi lẻ đi. Chạy nhanh lên. Chết mẹ gặp con chim đó chứ, con chim VN kìa. Ủa, thầy cô ơi. Con chim VN. Rồi, xanh, cỏ. Rồi, tim tao lại hết luôn rồi đó. Con kem Manu là cuối con gà, nó chết rồi. Chết kiểu rồi, chơi 3-1 không hiểu luôn. Được mà, được quyền mà. Cũng vàng luôn chứ. Lạc con mẹ, tôi lạc mua thôi. Tấp chuyển đấy rồi, xong, chết hết mẹ rồi. Nhầm. Còn Minh Huân. Con chim đang bị ảnh. Còn Kuma, Bon, Minh Huân với lại thằng Naruma nữa là hết. Là còn 2 team đó. Á, à, đúng rồi. 3 team chứ. 3 team. Trong 1 team. Kuma là 1 nè.
mình vẫn chơi hẹ, mình vẫn chơi hẹ gì ấy, chạy ghê đấy. Kuma với thằng Vít, Kuma là một, Kuma một team, thằng Bon một team, rồi Dot một team đó, ba team, còn ba team nữa thôi. Ok anh Bon biết rồi em. Thế thằng này chơi bất chạy. Mày đang ở 2 round đó luôn hả? Ừ, mày đi trốn không à, thôi chơi. Tao sẽ đi trốn đâu, tao đang đi farm level. Farm mày không hỗ trợ team mày. Nhưng mà nó ở đâu tao có biết đâu. Vãi. Mày nghĩ sao mày đang chơi mini game đi farm level với tèo. Không phải, không phải farm. Rồi, Bon ri sinh. Rồi, team Bon lại hết. Này chạy đâu biết. Này thì Bảo với lại Bon nữa, ai chưa bê vậy. Anh. Biết sao không? Bảo Bon kết hợp lại là thành bại á. Chơi hệ chạy luôn kìa. Hai đứa mạnh nhất mà thua là chết rồi. Rồi kìa, thằng thằng thơ bố mày ra nữa là phụ thằng Minh Huân đánh kìa. Đâu bên mày đang win nó, bên mày đang hơn hai hơn người kìa. Ừ, 1-2 đó, đang 1-2 đó. Giờ không ra phụ là tí thằng Minh. Giờ không ra phụ là Minh Huân chết ráng chịu. Chết là mày xong rồi đó. Ừ. Sai bao lâu rồi. Cái mày mẹ gọi này thì mẹ gọi tao thuật mày này. Tao gọi thuật mệt không biết làm gì luôn. Ô, có linh, có linh. Minh Huân nâu, hơn như con chim. Con chim đang tích cực. Rồi hụt. Không được kìa. Bên nó tần chạy xong rồi dí theo. Con chim bắn súng lục. Đây nhá, là bên nó tần chạy chạy xong rồi đấy kia. Con chim bắn lũng đầu. Rồi hết rồi xong rồi hồi skill kia xong nó dí theo tao để dí skill kia thế mệt. Thì đó là cái trình. Chỉnh... Thua thì chịu chứ đừng nói thừa, thấy không? Bé, làm gì có đổ thừa đâu, tao chỉ đấy giải thích thôi. Chạy dạo đây nhá, kiểu như là thằng bên nó đang chạy hồi cố hồi skill kia nhá. Rồi khi hồi tính ra nãy giờ thằng Minh Huân nó solo mình đó luôn á. Ừ. Thằng thằng tôi muốn mày nó chơi kỳ quá à. Ừ. Ừ. Không thấy nè. Không thấy mấy nó không biết đường quách rồi heo. Không thấy nè. Ủa. Đạo hai roa đó, đạo à, đạo du, đạo có con rùa đó. Đạo hai ra. Đạo con rùa. Không nó đánh nó đánh admin rồi nó phải có cái cụm teleport thì nó không có chịu qua. Đang ngỡ hai đờ ra nè. Đạo con rùa mà. Đâu với mày mày nói đạo hai ra. Giờ để Minh Huân đánh mình. Con chim đâu? Con chim VN đâu rồi? Con chim VN chết rồi. Thế. Con chim đâu. Ủa con chim đâu ra? Kéo rồi. Hình như là chết rồi, hình như là chết rồi, hình như là chết rồi. Tôi muốn mày ra đây hỏi tội nè. Kuma còn. Đâu tôi đánh Kuma luôn nhỉ? Kuma đâu? Đâu đâu, đâu thiệt, đâu thiệt. À rồi, Kuma đi kiếm. Đừng nói kiếm. Tao chạy đi. Kuma đi kiếm tao với mày hả? Phải nhồi. Chứ còn gì nữa nè. Rồi đánh rồi, đánh rồi. Nhưng mà chứ chút chốn con. À, Kuma thấy mày rồi. Mày núp. Kìa kìa, dí đấm sách mặt luôn. Rồi sao mày chết chắc luôn. Trộn, trộn. Trộn. Hừ, không đánh trả chạy không ơi. Chú mày. Xanh cỏ, rồi chết. Đâu mà Kuma được, Kuma được. Kuma được. Biết chỗ không, biết chỗ, nghe nghe tin ở hai roa cái vậy qua hai roa đấm nó trước liền. Này núp không mày. Còn Minh Huân, còn Minh, còn Minh Huân nữa thôi. Chắc Kuma win rồi đó. Có thể là Kuma win rồi đó. Bè kiếm thằng Huân đi. Rồi Huân đó, Huân đang ở ngoài đây. Rồi hai đứa V1 nè, chuẩn bị bắt đầu. Vô. Vô, hai thành viên cuối cùng. 3 2 1. Vô 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 vô. Mình núp qua bên để vướng á. Tao thằng nào mấy à? Tao thằng bạc tốt mấy à luôn. Không biết mà mày chết rồi, không biết tốt mấy. Như top 4, như top 4. Thế vậy tao với anh Túp là như cuối. Tao với anh Túp top 2 hay gì á, chết 2 á. Chết đầu. Top 2. Chưa. Em chết đầu anh ơi. Khánh chết đầu. Hai thằng kia chết, hai thằng chết sớm thí dụ. Random bị hạt, nó bị hạt bảo tao đập ở cho đi ra.
Thấy bình thường đánh ghê lắm mà. Không biết vậy đâu, không biết gọi địa chỉ rồi. Cho ông Dũng ép nè. Rồi. Chứ vậy đúng là không, đúng là không lại, không làm mà đòi có ăn. Sao mẹ găng vẫn tính hả? Tính chứ. Ờ, tính bố mày. Quà mẹ mới chạy. Bà mẹ nó chạy rồi. Sao? Trong lập nó kêu là ai thắng được một tát. Ờ, ai thắng được một tát đó. Đúng rồi, dí theo của mò. Rõ ràng là cái luật ghi là ai thắng được một tát đàng hoàng nha. Tát trước rồi tính. Chạy. Một cái người đông đảo đang đuổi theo. Má rồi, cú má rồi, cú má rồi. Má nó chạy nhanh quá mà. Nó dùng đắp mà. Rồi, nó vô trong kia rồi, thua rồi, mình thua rồi, nó chạy được rồi. Rồi, cú qua chiến thắng nha. Chiến thuật em không đánh đi xem phim à, là mày nãy giờ mày đi xem phim. Xong đợi gần chết hết rồi mày vô mày đánh nữa. À. Rồi, thì trận đấu đầu tiên đó người chiến thắng chính là Cung Ma GM nha mọi người. Rồi. Đây Cung Ma GM, đây thành là đây là thành viên. Rồi. Rồi. Cung Ma đã chiến thắng với combo là Mini Zoro súng độc nè. Đúng không ta? Đúng rồi, trái đất Mini Zoro súng độc đó. Rồi, đợi tập sau chúng ta sẽ chơi tiếp Part 2 để trả thù thôi mọi người. Chào mọi người nha. Ok. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Xin chào. Anh em, là sự giúp Việt Nam trận tiếp theo nha. Big Boy, okay. Chào tạm biệt nha.